Rồi, chào các bạn, lấy hôm nay tiếp tục đấu yêu cầu các bạn với bài Nếu được làm người tình trên tông rây thứ cho các bạn. Rồi, bài này các bạn sẽ điểm với điệu bolero nha. Vừa rồi mình cũng đang hát mẫu, các bạn tham khảo không biết có dính bản quyền hay không. Nếu mà nãy giờ còn xem mà không thấy phần hát mẫu á, thì chắc chắn dính bản quyền rồi. Mà nếu dính bản quyền mình để clip riêng. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ hình dung, dễ tập, các bạn cứ gõ bài hát mẫu Nếu được làm người tình điêu chương, gọi về sẽ ra clip mẫu, các bạn hình dung bạn tập nha. Còn không dính bản quyền thì mình để xuyên suốt cho các bạn luôn. Thì hồi nãy cho các bạn xem, các bạn thấy luôn rồi đó. Tại vì chưa đăng tải thì mình cũng không biết nó bắt hay không, cho nên mình nói trước, lỡ mà là các bạn không thấy phần hát mẫu, các bạn cũng biết cách bằng tìm cái phần hát mẫu để các bạn tập nha. Rồi thì mình chia sẻ các bạn nó solo điểm hát luôn nha. Bài này thì cũng đơn giản, các bạn tập lẹ lắm. Cấu trúc của nó thì đoạn đầu, điệp khúc và đoạn cuối là ba đoạn vậy thôi nha. Rồi, nốt solo thì với tâm lý thứ theo cầu các bạn thì mình chia sẻ nốt đây đi cho nó hay, các bạn solo đây hay ha. Thực ra với những nốt này, ví dụ câu đầu tiên nếu được làm người tình la rê rê đô la ở đô rê la rê rê đô rê, đó các bạn solo đây, không thích solo đây, solo đây cũng những nốt đó thôi. La la rê đô ở la rê rê đô rê đó vậy đó. Nói chung thì những cái nốt mà ở ba bốn ô đầu này, quanh quẩn ba ô đầu thì các bạn biết hết rồi, cho nên là mình khỏi nói. Còn ở đây mình chia sẻ nốt ngân cao thì mình sẽ ghi số dây sau lưng, tức là số dây vị trí bấm ở sau. Các bạn thấy 1 5 tới đoạn dây 1 bấm ô 5 nó sẽ ra nốt lá, 3 7 tới đoạn dây 3 bấm ô 7 sẽ ra nốt rê, tương tự những nốt khác nha các bạn. Rồi, câu đầu tiên nếu được làm người tình là bao mắt này tơ. Rồi, la rê rê đô rê rê la đô son la la rê rê đô rê rê la đô son la. Rồi tiếp, cho hồn thêm dài khờ. Fa rê fa đô rê fa rê fa đô rê. Rồi tiếp, nếu được làm người tình. Ồ, nếu được làm người tình ở chỗ này cũng câu đó nhưng mà cần chữ tình này hát thấp xuống ha. Rồi rồi, la rê rê đô la. Rồi, đùa tóc trong chiều vắng. Rê son son pha la. Rồi, nếu được làm người tình đua tóc trong chiều vắng. La rê rê đô la rê son son pha la. Rồi tiếp, làn gió thoăn môi hôn. Rồi, la đô rê son la la đô rê son la. Rồi tiếp, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười. Rồi, la 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 rê đô pha la la rê đô pha. Rồi, nhìn người yêu tôi cười. Rê rê son pha đô rê rê son pha đô. Rồi tiếp, thẹn thùng thắm trên môi. La la son mi trên môi, các bạn có thể đàn mi ha. Nhưng mà để hai chẹt chàng chim thêm cái nốt rê. La la son mi rê mi, thẹn thùng thắm trên môi. Vậy đó nha, còn không mi cũng được nha. Rồi tiếp, xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng. Mi son mi rê đô la rê pha son la. Mi son mi rê đô la rê pha son la. Rồi tiếp, làm đôi má thêm hồng. Mi son la pha rê, mi son la pha rê. Rồi xong nó solo đoạn đầu. Rồi tới nó solo điệp khúc. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời. La đô, đô đô la rê rê si la son. La đô, đô đô la rê rê si la son. Nó si đời si dáng nha các bạn. Rồi tiếp, một hôm đánh thức hồn thơ. Rê pha son, một hôm đàn ba nốt nghe cho hay. Rê pha son, một hôm vậy ha. Chứ các bạn đàn rê son cũng được mà không hay ha, chèn thêm cái nốt pha nữa. Rê pha son, rồi la đô son la. Rồi tiếp, gót trăng hồng quen xưa đã từ kiếp nào. La pha rê son son la đô rê la. La pha rê son son la đô rê la. Rồi tiếp, người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đắm ấm. Rồi, la rê rê si rê la rê son pha la. Câu này hơi dài nhưng mà nên viết liền câu vậy cho nó dễ nha, các bạn chịu khó tại hơi dài xíu. La rê rê si rê la rê son pha la. Rồi tiếp,
đã qua từng mùa lá bay. La fa re re fa mi, la fa re re fa mi. Rồi tiếp, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Rồi son mi re đô đô, la mi son re. Son mi re đô đô, la mi son re. Rồi xong nó solo điệp khúc. Còn đoạn cuối solo y chang đoạn đầu, tức là đoạn đầu và đoạn cuối solo giống nhau, cho nên các bạn tập rất là lẹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi cũng với một intro đơn giản và theo cách intro thông thường mà mình thường chia sẻ các bạn đó. Mỗi bài thì nó có một intro riêng, một intro đặc trưng của nó. Nhưng mà để các bạn nhớ hết từng bài mà nhớ hết từng intro không tài nào nhớ nổi. Cả trăm ngàn bài hát làm sao nhớ nổi. Cho nên thường mình nói các bạn intro cứ lấy dựa vào những câu cuối cùng của bài hát làm intro. Tùy theo bài, có bài mình dựa vào 3 câu, có bài mình dựa vào 2 câu ha. Các bạn dựa vào 2 hoặc 3 mà thấy hợp là được. Thì như bài này: xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Lấy mấy câu đó là intro ha. Rồi thêm câu lót nữa cái vào bài vậy nha. Rồi dựa vào câu cuối mình intro thôi. Rồi ghi câu đầu tiên: mi son mi re đô, mi son mi re đô. Đó, những intro mà dựa vào phần lời bài hát thì các bạn nhớ rất là lâu. Sau này người ta nói hát bài này, đàn người ta hát bài này, nhẩm tới lời bài hát là các bạn nhớ intro liền. Nó chỉ dựa vào phần lời thôi. Còn những intro mà riêng của từng bài thì các bạn chắc chưa chắc các bạn đã nhớ nó dạng vậy đó. Trên bình thường chia sẻ là cái gì đơn giản nhất. Có không có intro thì không được, bắt buộc phải có intro. Nhưng mà cần đâu cần phải phức tạp cầu kỳ mỗi bài mỗi intro. Một hai bài, 10 bài còn nhớ nổi, nhiều khi trăm ngàn bài không tay nào nhớ nổi intro từng bài. Cho nên cứ dựa vô những câu cuối của bài hát mà mình làm intro vậy thôi nha. Sau này người ta nói điểm A bài đó là các bạn nhớ intro liền nha. Rồi câu đầu tiên: mi son mi re đô, bấm đô trưởng. Rồi tông rê thứ thì những hợp âm đi theo tông rê thứ mình không nhắc lại nha, mình chia sẻ hết rồi. Mỗi hợp âm có bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào chia sẻ hết luôn rồi nha. Rồi mi son mi re đô, bấm đô trưởng chỗ này cho mình nha. Rồi rải xuống cái. Thì mình nói các bạn bài này các bạn sẽ điểm với điệu bolero. Còn tùy theo các bạn muốn dùng kiểu bolero nào thì các bạn, mình chia sẻ các bạn cũng rất là nhiều kiểu đàn bolero rồi nha. Thì các bạn cứ áp dụng, ví dụ các bạn áp dụng bolero tự do, bolero căn bản, bolero tràng bass gì đó thì tùy các bạn nha. Kiểu nào cũng được, miễn bolero là được. Mi son mi re đô, bấm đô trưởng rải xuống cái. Ở đây mình đàn theo kiểu tràng bass thì mình lên xuống. Còn nếu mình đàn theo kiểu căn bản thì mình rải. Đó, vậy thôi nha. Còn các bạn đàn theo kiểu quạt thì các bạn rát rát rát, hoặc là tặng tắng đó, nó dạng vậy đó. Nói chung cứ thay lời ít đó theo kiểu đàn của các bạn là được nha. Ở đây thì mình đàn theo kiểu tràng bass á, mà kiểu tràng bass trong rê thứ mình cũng chia sẻ luôn rồi. Thì cho nên ở đây mình sử dụng lên xuống. Nó cách đàn lên xuống này mình chia sẻ rồi, mình không nhắc lại nha. Lên xuống sẽ đàn thế nào nha. Ở đây mình nói lên xuống là các bạn biết áp dụng liền nha. Còn các bạn nào không áp dụng lên xuống thì cứ thay bằng rải vậy là được nha. Mi son mi re đô, bấm đô trưởng lên xuống. Rồi đàn câu thứ hai là re fa son la, là re fa son la. Nhiều la bãi la trưởng gì cũng được, la trưởng đây cũng được. La rồi cũng lên xuống cái hoặc rải cái đó. Rồi đàn tiếp: mi son la fa re, mi son la fa re. Rồi bấm lại chủ âm rê thứ, cũng lên xuống cái hoặc là rải cái thôi. Rồi đi câu chạy quen thuộc để chuẩn bị vào bài: la son fa, son fa mi, fa mi re. Đó, câu chạy nốt lùi mà mình đã chia sẻ các bạn rất là nhiều rồi ha. La son fa, son fa mi. Rồi sau đó dặm rê thứ cái vào bài, và ngay cái dặm này hát luôn chữ đầu tiên của bài. Nếu nó hát chữ nếu luôn ha. Nếu được làm người tình, làm vào mắt này thơ. Vậy đó ha. Rồi à, là intro các bạn thấy đó, 3 câu và 1 câu chạy để bắt vào bài. Thì dựa vào 3 câu nãy như mình nói, cái phần lời của bài hát đó: xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi tình người. Rồi thì mình cũng có 3 câu. Rồi mình đi câu chạy nữa, mình dặm lời thứ vào bài ha. Rồi sau khi bạn biết hết những lớp đó, đàn dây nào bấm chỗ nào, chèn vào ra sao, cứ mỗi câu chèn cái lên xuống hoặc là chèn cái rải rất đơn giản. Câu đầu bấm đô trưởng chèn cái rải cái, câu thứ hai bấm la bãi rải cái, câu thứ ba bấm lại chủ âm rê thứ rải cái, cứ rải sau một câu rải cái. Rồi sau đó đi câu chạy: la son fa, son fa mi, fa mi rê. Dặm rê cái, rồi ngay cái dặm đó hát luôn chữ đầu tiên, rồi bắt đầu vào bài luôn á. Rồi vào đoạn đầu thì các bạn có thể áp dụng bolero nào thì tùy các bạn nha, miễn bolero là được. Miễn quạt giả nha, quạt giả mình để dành mình điểm cho điệp khúc cho nó cao cao. Còn cái đoạn đầu bolero tự do, căn bản, tràng bass gì đó theo kiểu rải dây gì đó thì các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên intro chậm, các bạn tham khảo lại intro chậm nha. Mi son mi re đô, lên xuống là
dặm rê này hát kiểu đầu tiên luôn đó nha. Rồi thì tập chậm vậy để quen hết nốt, rồi bấm hợp âm nào chèn như thế nào được là mình mới tăng tốc lên. Rồi bắt đầu tăng tốc lên theo một cái tốc độ mà theo sở thích của bạn, muốn nhanh hơn mình cũng được hay là chậm hơn mình cũng được, đó là do sở thích riêng. Tempo thì bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là theo hơi sức các bạn thôi, các bạn thấy ok là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại intro bình thường, rồi mình sẽ vào bài cho các bạn, rồi mình sẽ chia sẻ các bạn sẽ điểm từng đoạn như thế nào, cũng như lót những câu nào chỗ người ta nghĩ mình sẽ có câu lót đó, mình lót như thế nào nha. Rồi bây giờ các bạn tham khảo lại intro. Chỉ đó chỗ nào có lót mình sẽ đọc cho các bạn nè. Rồi nếu được làm người tin, rồi bắt đầu rời thứ và bố rô lên tin lạc vào mắt này tơ, chỗ này chuyển phát trưởng cho mình nha, cho hồn thêm dài hơ. Tới đây trở lại chủ âm rời thứ, chỗ này là nghỉ nè, nghỉ đưa câu lót vào, và chỗ này thì cứ câu lót quen thuộc, năm nốt quen thuộc đưa vào thôi, lên xuống chắc la son fa mi re, lên xuống chắc hoặc là rải chắc gì cũng được nha, lên xuống chắc la son fa mi re hoặc rải chát lá son fa mi re. Với những nốt này là các bạn quá quen thuộc rồi ha, cứ đưa vào rồi hát tiếp cho hồn thêm dài hơn, lót nè, rồi hát tiếp nếu được làm người tình, chỗ này chỉ có là bãi cho mình đùa tóc trong chiều vắng pha đỡ làn gió thoáng môi hôn, rồi chỗ này trở lại chủ âm rê thứ, nhưng cũng đưa câu lót vào mà câu lót khác nha. Ở câu trên câu đầu là cho hôn thêm dài khờ rê thứ, nhưng năm nó khác. Bây giờ chỗ này cũng rê thứ nhưng năm nó khác, như mình thường nói các bạn đó, không phải rê thứ mà cứ lót nốt đó, đôi lúc rê thứ mà mình sẽ lót nó khác, tại vì do cái câu hát nó hát lên cao thì mình sẽ lót nó khác, mà nó hát xuống mình sẽ có nó khác. Nãy nó hát xuống thì mình lót, chỗ này làn gió thoăn môi hôn, hát cao thì mình có những nốt này, lên xuống chắc la son fa son la, rồi sau đó vẫn bấm lại rê thứ nha, cũng rê thứ nhưng mà năm nó khác nha. Rồi làn gió thoáng môi hôn, lên xuống chắc la son fa son la, vậy nha, la son fa son la, hoặc là các bạn rải chát la son fa son la cũng được nha, lên xuống chát hoặc rải chát gì cũng được. Rồi hát tiếp, vậy nha, ngàn vì sao trên trời pha đỡ, nhìn người yêu tôi cười đồ đỡ, hàng hồng thắm trên môi là bãi. Rồi chỗ này người ta nghĩ nữa nè, nghĩ thì đưa câu lót vào nha, chỗ này là bãi thì các bạn sẽ có những nốt này, trên môi lên xuống chắc là mi son re mi, là mi son re mi, vậy nha, hàng thùng thắm trên môi lên xuống chắc là mi son re mi, vậy đấy á. Sau lưng dãy nốt có dãy số đó là các bàn biết những nốt đó sẽ lót, sẽ đàn dãy nào bấm chỗ nào nha. Lót xong vẫn tiếp tục bấm la bãi, rồi đàn tiếp hát tiếp vậy thôi nha. Hàng thùng thắm trên môi xin gió xa thôi, rồi bình thường. Rồi hết đoạn đầu tiên thì cứ đưa câu lót giống nãy, nó về chủ âm rê đó mà nó xuống đó, không thì mình cứ lên xuống chắc la son fa mi re, vậy ha, năm đoạn nãy thôi. Rồi cứ lên xuống chắc hoặc rải chắc thì các bạn nha. Rồi lót xong bắt đầu bây giờ mình mới quạt trả lên. Hồi nãy các bạn đang đoạn đầu các bạn áp dụng kiểu boro căn bản hay boro truyền bát gì, boro tự do thì các bạn nha, tới điều khúc quạt trả lên cho cầu trào, quạt trả boro mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi đó nha. Rồi tóm lại hết đoạn đầu thì cứ lót giống nãy lá son fa mi re, sau đó quạt trả lên hát điều khúc vậy thôi nha. Bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn đầu qua điều khúc rồi mình sẽ chia sẻ điều khúc các bạn sẽ điểm như thế nào nha. Xin gió xa thôi đừng đùa, làn da tuyến trắng làm đôi hát được tình yêu như xuân
tình yêu đầu trưởng như xuân vừa mới rơi trưởng. Đây đó rơi trưởng, các bạn quạt trả thì các bạn nên bấm chặn nó mới hay. Và các bạn không thích các bạn bấm rơi trưởng chỗ này, cũng không thích chỗ này nữa bấm chỗ này. Như mình đã chia sẻ các bạn trong clip hướng dẫn điểm hát guitar tông rê thứ, một hợp âm rất nhiều chỗ bấm và bấm như thế nào chia sẻ hết rồi nha. Thì các bạn muốn bấm đâu bấm, miễn đúng âm nó được. Ở đây rê trưởng muốn bấm chỗ nào thì các bạn nha. Rồi vừa mới rê trưởng bước đi vào đời son thứ đó, chỗ này các bạn thực ra mới là si gián trưởng cũng được nhưng mà không hay bằng rê trưởng, cho nên đưa hợp âm rê trưởng vào nha. Tại vì đi theo tông rê thứ thường không có rê trưởng, nhưng mình nói các bạn một số bài đặc biệt hay những câu hát đặc biệt mình nên đưa rê trưởng vào là sẽ hay nha. Rồi còn không các bạn si gián trưởng cũng được nhưng mà rê trưởng đi cho nó hay. Đi vào đời son thứ rồi tiếp tục mộng hơn đầu trưởng đánh thức hồn thớ rê thứ gót chân hồng quen xưa. Chỗ này đầu trưởng đá từ kiếp nào là bài, chỗ này là nghỉ nè, nghỉ đưa câu lót vào kiếp nào. Rồi đang quạt trả thì rát 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 chắc mi đi đồ đi là năm nốt này ha. Kiếp nào bấm la bãi rát 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 chắc. Rồi mi đi đồ đi là rồi vẫn bấm lại la bãi rồi quạt tiếp hát tiếp vậy nha. Gót chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Đó, rồi hát tiếp người yêu vậy nha. Rồi tới người yêu chuyển qua si gián trưởng yêu vào giấc mộng pha trưởng làm đêm đắm ấm rê thử. Rồi tiếp tục đã qua pha trưởng từng mùa lá bay đô trưởng đã nghe tim giạc vào la trưởng hồn đang anh ngay. Rồi vậy là chủ âm rê thử. Thì cái âm la đó các bạn sử dụng la trưởng la bãi gì cũng được nha. Ví dụ mình đọc la bãi các bạn không thích các bạn sử dụng la trưởng, hoặc ngược lại mình đọc la trưởng các bạn không thích các bạn cứ bấm la bãi. Đi theo tông rê thứ thì âm la đó có thể là la bãi hoặc la trưởng gì cũng được nha. Rồi hết điệp khúc ngắt ngay về rê thứ. Rồi đang quạt trả thì rắc 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 xuống lên xuống á. Rồi đi câu chạy nãy cuối intro đó la son fa mi rê đó, câu bắt mà đi nốt lùi đó. Rắc 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 hoặc các bạn lên xuống giống như intro cũng được, lên xuống la son fa mi fa mi rê vậy ha, hoặc là rắc 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 la son fa mi fa mi rê sau đó dặm rê thứ một cái rồi bắt đầu hát đoạn cuối. Đó, nãy intro các bạn làm thế nào các bạn vào đoạn đầu thì bây giờ hết điệp khúc làm y chang vậy vào đoạn cuối nha. Cũng đi câu lót la son fa mi rê dặm rê thứ cái và ngay cái dặm đó hát chữ đầu tiên đoạn cuối. Giống nãy của intro các bạn dặm các bạn hát chữ đầu tiên đoạn đầu thì bây giờ ngay cái dặm này hát chữ đầu tiên của đoạn cuối vậy thôi nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết điệp khúc vào đoạn cuối. Đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim dạt dào hồn đã ngắm ngay. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình nha. Đoạn hai đoạn cuối như mình nói các bạn y chang đó, ca từ khác thôi chứ y chang, cho nên là đoạn cuối này thì nãy giờ mình hát mẫu và mình ghi hợp âm trên chữ hát luôn á, cũng như chỗ nào có câu lót á giống như nãy đó y đoạn hai vậy đó nha. Rồi cứ thế áp dụng khỏi đọc hợp âm cũng như câu lót của đoạn cuối nha, dựa vào đoạn hai điểm y chang đoạn cuối y chang đoạn hai vậy nha các bạn. Rồi hát hết đoạn cuối cũng lót giống như hết đoạn hai, gọi nhau mãi người tình lên xuống chặt lá sông pha mi lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này cái câu mà mình lấy làm intro đó. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thuở từ đây không hát nữa về là bài như bình thường ha, nhưng mà không hát nữa đàn hết nhịp thuở lên xuống chắc bùng chắc bùng chắc bùng dặm là bài cái đó. Các bạn đang đàn kiểu bolero nào các bạn cứ đàn một nhịp ha, muốn thuở rải chân bùng chân bùng chân bùng dặm là bài cái. Rồi ngay cái dặm này là hát cái chữ đầu tiên của năm chữ còn lại đó, gọi nhau mãi người tình vậy đó ha. Ngay dặm này là mình hát gọi nhau mãi người tình, rồi ngay tình bắt đầu mình đàn bắt rê cái dặm cái là mình không đàn gì nữa mà mình hát chữ gọi đó, gọi nhau mãi người tình tới tình mình mới bấm rê thứ, mình đàn bắt rê cái rồi mình cũng lót câu lót đó lên xuống chặt la son fa mi rê
lót xong vẫn bấm rê thứ rải xuống cái hoặc lên xuống đó. Nói chung mình đọc lên xuống thì các bạn cứ hình dung đó là rải đó nha, hoặc mình đọc rải thì các bạn biết đó là lên xuống, tại vì nó tương đồng nhau thôi, chỉ là khác khác kiểu đàn ha. Tức là lót lên xuống chắc la sol fa mi rê, rồi lên xuống một cái nữa rồi kết ao, hoặc là rải cái kết ao cứ đàn y chang intro, intro thế nào đàn kết ao y chang vậy là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo hết đoạn cuối hát lặp lại và sẽ kết ao cho các bạn nha. Hát từ đây đi. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc người còn tình yêu muốn thuở, gọi nhau mãi người tình lo. Rồi chuẩn bị hát lặp lại. Xin đến vì kết ao y chang vậy là được nha. Rồi coi như hôm nay mình đáp ứng xong yêu cầu các bạn với bài Nếu được làm người tình trên tông rây thứ cho các bạn. Còn chỗ nào mơ hồ chưa hình dung ra được các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.